về bên phải góc 90 độ, bên phải của mình ấy nha. 5, 6, 7 và 8. 7 và 8 là chúng ta xoay về phía bên trái của mình, góc 180 độ. Đây là kết thúc câu số 1. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 2. 2, chân phải bước lên trước. 2, chân trái kéo ngang với chân phải. 3, chân trái đưa lên trước. 4, xoay về, lật người mình về phía đằng trước, về phía bên trái, 4 này. 5, chân phải kéo ngang qua chân trái. 6, chân trái kéo ngang với chân phải. 7, chân phải kéo chéo xuống phía dưới. 8, chân trái kéo ngang với chân phải. Đây là bước kết thúc của câu số 2. Chúng ta chuyển tiếp câu số 3 này. 3, chân trái bước lên trước. 2, chân phải kéo ngang với chân trái. 3, xoay mũi bàn chân phải. 4, xoay về phía bên phải góc 180 độ. 5, chân trái kéo xuống phía dưới. 6, dập chân phải. 7 và 8 chúng ta đi ngang, 7 và 8 đi ngang. Và mũi chân trái chúng ta để như này. Câu số 4, câu số 4, chúng ta sẽ xoay về bên trái góc 180 độ. 4, 2, dập chân trái, xoay tiếp về bên trái góc 90 độ. 3, 4, dập chân trái. 5, chân phải kéo chéo qua chân trái. 6, chân trái kéo sang ngang. 7, chân phải kéo về ngang với chân trái. 8, chân trái chúng ta đưa lên trên. Đây là bước kết thúc của câu số 4. Vậy là vừa xong chúng ta đã thực hiện 4 câu của bài nhảy này. Và bây giờ mình đang có mặt nhìn về cái tường bên này. Và chúng ta sẽ thực hiện 4 câu như vậy ở tường bên này nhé. Và bây giờ mình sẽ làm nhảy 4 câu này ở tường phía bên này. 1, 2, 3 và 4, xoay phải. 5, 6, 7 và 8 là chúng ta xoay trái. Câu số 2, 2, 2, 3, 4, xoay trái. 5, 6, 7, 8. Đây là kết thúc của câu số 2. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp câu số 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng ta đang có mặt, chúng ta đang nhìn về cái tường phía đằng trước. Và chúng ta sẽ thực hiện 4 bước này ở tường phía đằng trước. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là lúc này mặt chúng ta đang hướng ở tường bên này. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi 4 câu đó ở tường bên này. Mình dịch lên trên này một chút này. Rồi, chúng ta thực hiện ở tường này nha. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 2, 2, 2, 3, 4.
số 4. 4 2 3 4 5 6 7 8. Vậy là chúng ta lại trở về hướng ban đầu. Vậy là bài học hôm nay chúng ta đã học xong bài nhảy bum bum. Bài này có 4 câu thì mình đã thực hiện rồi. Và xin chào và hẹn gặp lại.